Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hóa ra ngươi là Mặc Đồ. Phải thì sao, hơn nữa Mặc Đồ chỗ này không phải chỉ có mỗi mình nhà nào đó. Ơi sư muội, mau đi, ta cầm cố đại trận. Chỉ sợ là thời khắc phát thiệp mời ở Đàm Xuyên đó bắt đầu thì đã có tính toán rồi. Lực cười, hai người chúng ta lại ngây ngốc tự chui đầu vào giỏ. Tôn giá là ai? Người xuất hiện ở trên địa bàn của người là ai, nghĩa nào còn không rõ ràng hay sao? Sao mà còn phải hỏi một tiếng cơ chứ? Các ngươi không cần hỏi nhiều. Người thần bí này lại là bát phẩm. Bái kiến đại nhân. Không biết đại nhân tới đây là có chỉ thị gì? Chỉ đi qua chỗ này mà thôi. Vốn muốn thu một ít môn đồ, lại không nghĩ tới đã có người ra tay trước rồi. Đại nhân, muốn toàn bộ đám người Phả Lai Châu, Mặc Hóa e là phải tốn chút công sức. Thuộc hạ khẩn xin đại nhân ra tay. Muốn ta ra tay, vị chủ tử sau lưng của ngươi có thể. Của ngươi đó thế mà cũng đồng ý. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ có thể gặp được vị đại nhân đó cũng là tình cờ. Vị đại nhân đó sau khi mặc hóa ta xong, chỉ cho ta lệnh mặc hóa càng nhiều mặc đồ, không hề có mệnh lệnh nào khác. Tên giá hỏa này ngược lại rất là tiêu dao. Hắn đã đi đâu? Chỉ cần tìm được mặc đồ đó mới có thể tìm hiểu nguồn gốc của mặc chi lực. Hay, vị đại nhân đó có nói rõ hướng đi. Có điều thuộc hạ nhìn hướng đi di chuyển của vị đại nhân đó và một vị đại nhân khác, hình như là bên phá toái hư. Phá toái hư, vị trí chỗ của thánh linh tổ địa. Mặc đồ đó đi qua hướng của phá toái hư làm cái gì nhỉ? Hơn nữa còn không chỉ có một mặc đồ, là hai tên. Vậy tu vi của bọn họ thế nào? Vị ra tay mặc hóa thuộc hạ có lẽ cũng giống như là đại nhân, là bát phẩm. Vị còn lại mặc dù chưa ra tay nhưng xem ra cũng không khác lắm. Hai người bát phẩm là vốn dĩ ẩn nấp ở trong 3.000 thế giới, hay là từ bên không chi vực tới đây? Nghĩa nào lại xuất hiện thông đạo liên kết với 3.000 thế giới nữa? Chỗ Phả La Châu bên này bổn tọa đã ra tay là được. Bổn tọa bây giờ có nhiệm vụ khác giao cho các người. Xin đại nhân chỉ thị. Vào trong tiểu càn khôn của ta rồi. Vào trong tiểu càn khôn của ta trước rồi nói. Vâng. Ngô sư, là Thiên Na thần quân, ngươi dám ra tay với bọn ta, sư tôn tuyệt đối là sẽ không tha cho ngươi. Đem đan dược này cho sư muội của ngươi uống đi, sẽ bảo vệ làng ta khỏe mạnh. Mặc đồ các ngươi toàn là cá bé một mè một nửa, ta dựa vào cái gì mà tin các ngươi? Chuyện đã tới nước này, còn chuyện gì tệ hơn so với việc bị mặc hóa nữa? Nếu ta là ngươi thì sẽ thử một lần. Sư muội, sao ngươi có thể qua loa như vậy? Dược này thế mà là thật. Nếu như khỏi rồi thì hai người các ngươi mau chóng truyền tin tức ra ngoài. Đem chuyện của mặc đồ ở trong thời gian ngắn nhất lan truyền ra ngoài, để tất cả mọi người đều cảnh giác với người khả nghi. Cho dù tiền bối không nói, chúng ta cũng sẽ đi. Đúng rồi, hỏi thăm hai người ở trong phá toái thiên đó có từng nghe nói tới một người có biệt hiệu là Ô Quảng hay chưa? Tiền bối với Ô Quảng từng giao hảo hả? Coi là vậy. Nếu như tiền bối hỏi thăm là vị Ô Quảng đó, thì người này vô cùng nổi tiếng ở phá toái thiên. Vào trăm năm trước, sau khi hắn dựa vào mượn phệ thiên chiến pháp tấn thăng bát phẩm, thất phẩm, hắn làm việc càng ngày càng ngông cuồng và liều lĩnh. Dù là người của Thiên Na Cung, Hô Viêm Thần Cung, Thịnh Dương Điện cũng không thể nào may mắn mà thoát khỏi. Vì vậy, bá đại thần cung nổi giận, thậm chí đã tự mình ra tay truy sát hắn, nhưng lại bị hắn chạy trốn đến phá toái hư ẩn náu. Có điều đã hơn 200 năm chưa từng lộ diện rồi, nói không chừng đã chết từ sớm rồi. Tên gia hỏa này không dễ chết như vậy đâu. Chỉ có điều, một tầng thần thông hải sóng lớn bị
lớn biến hóa. Lớn biến hóa kỳ lạ của phá toái hư, Ô Quảng xác suất cao là bị nhốt ở trong đó rồi. Trong chiến trường của không chi vực, đại bổn tôn luyện hóa, thốn phạ huyết nhục của người, tu vi nhất định là sẽ không chỉ là tăng vọt gấp mấy lần thôi đâu. Thô bạo cướp đi hơn một nửa năng lượng, Ô Quảng, ngươi còn mặt mũi không vậy?